Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của anh Tú và những bước đầu đầy khó khăn để khẳng định tên tuổi của cựu cơ Việt Nam. Anh Tú là nam diễn viên ca sĩ triển vọng của showbiz Việt, nổi trội với ngoại hình hot boy, cùng cuộc tình đáng yêu với Diệu Nhi. Anh Tú luôn được đông đảo fan quan tâm. Anh Tú đờ voi, tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1992, cung song tử quê quán ở Thái Bình. Bước ra từ cuộc thi The Voice năm 2017, anh Tú gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu âm nhạc không chỉ bởi gu thời trang cá tính, ngoại hình thu hút mà còn bởi giọng hát truyền cảm của anh. Chàng hot boy lịch lãm Hạ Thành còn đang gặp nhiều khó khăn để khẳng định tên tuổi thì liên tục vướng vào những scandal rúng động. Anh Tú sinh ra ở Hà Nội, sau đó theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Dù anh Tú không được sự ủng hộ của gia đình nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật. Vẻ ngoài hiền lành ấm áp nhưng theo chia sẻ của đồng nghiệp thì anh Tú khá trầm tính. Giữa chốn thị phi, anh Tú chọn cho mình con đường riêng để phát triển sự nghiệp không dựa vào vẻ bề ngoài soái ca, cũng không muốn dựa hơi bạn gái, mà anh luôn muốn cố gắng để trở thành một diễn viên, ca sĩ thực tài. Nhưng có lẽ thị phi sâu không chừa ai. Năm 2018, một số hình ảnh nhạy cảm của anh Tú được tung lên mạng xã hội, tràn lan, tuy nhiên anh đã phủ nhận và chứng minh đó chỉ là ảnh cắt ghép. Cho đến nay, sự việc một lần nữa dấy lên, người tung tin còn đe dọa có clip. Phía đại diện của diễn viên của anh Tú đã lên tiếng rằng sự việc đã rất lâu, hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây khi bị nghi ngờ đánh bóng tên tuổi anh tú thẳng thắn chia sẻ rằng không dạy để làm như thế anh chỉ muốn đính chính để sự việc không lặp đi lặp lại gây mất hình ảnh cá nhân với cộng đồng và không muốn ai lợi dụng mình để làm điều xấu anh tú đã từng chia sẻ bám mình cho thị phi thì không còn là nghệ sĩ nữa muốn được người khác tôn trọng thì phải tôn trọng chính mình như thế khán giả cũng phần nào hiểu được quan điểm trong nghề nghiệp của anh hiện tại sự việc đã đi quá đà fan vô cùng bức xúc khi hình ảnh thông tin và clip đang được phát tán trên mạng mặc dù đã lên tiếng trước truyền thông vừa được đăng lên nhưng diễn viên vẫn không ngăn chặn được những kẻ xấu tung clip. Những trường hợp như thế này cần sớm được làm sáng tỏ để tránh ảnh hưởng đến danh dự của người bị hại. Với nét đẹp thanh lịch, ngoại hình lý tưởng và được sinh ra trong một gia đình tử tế học giỏi, anh Tú là chuẩn hot boy, được bao cô gái yêu mến, là chàng trai gốc Bắc. Anh chàng cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và học tập vào năm 2013. Trong thời gian học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh Tú tham gia diễn kịch, đóng nhiều phim để trau dồi kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia Hà Nội Em Yêu Anh thì Tú mới bắt đầu được khán giả biết đến. Qua lối diễn xuất tự nhiên đáng yêu cùng vẻ đẹp trai khó cưỡng, anh Tú nhận được phản hồi tích cực và bắt đầu có nhiều fan. Người hâm mộ còn vô tình phát hiện điểm giống nhau của Bùi Anh Tú và diễn viên cổ cự cơ trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt để nên từ đó anh có biệt danh là cổ cự cơ Việt Nam. Hà Nội Em Yêu Anh là một bước đệm cho anh Tú đi vào con đường diễn xuất và bước vào trái tim của người hâm mộ. Thay vì lấy đó làm bàn đạp, anh lại lựa chọn quay lại tập trung vào học tập, tập kịch và thỉnh thoảng tham gia phim của bạn bè. Sau khi tốt nghiệp năm 2015, anh Tú quay trở lại màn ảnh với phim ngôn tình lãng mạn, 4 năm hai chàng một tình yêu. Dù phim gặp nhiều nhận xét trái chiều từ kịch bản đến diễn viên nhưng vẫn đạt được doanh thu khá cao. Trong giản diễn viên trẻ đẹp, Quỳnh Mi Du, Tuấn Hariru cùng thành anh Tú, chỉ có anh Tú được đào tạo bài bản. Chính vì thế anh đã thể hiện xuất sắc nhiều cảm xúc khác nhau của nhân vật. Anh chàng cổ cụ cơ Việt Nam, chuẩn đẹp trai nhưng còn khá lận đận trên con đường diễn xuất và ca hát. Theo chia sẻ của Diệu Nhi thì anh Tú định hướng nghề nghiệp lâu dài, phát triển vững chắc nên khó tính trong việc chọn tác phẩm chương trình phù hợp. Có phải chàng diễn viên cổ cụ cơ Việt Nam đang chọn bước đi chậm mà chắc, dù chưa trở thành cái tên hot trong 2 năm gần đây, anh Tú không ngừng nỗ lực vào góc mặt trong nhiều bộ phim Gia đình là số 1, series Thập Tam muội, cua lại vợ bầu tuy ít xuất hiện nhưng anh tú luôn thể hiện phong cách diễn xuất đa dạng từ anh chàng kim long mặt dày siêu bựa đến giang hồ ngủ ngáo thứ thiệt trong thập tam muội đặc biệt quay lại trong hình tượng soái ca quý khánh cua lại vợ bầu đã hoàn toàn chinh phục được khán giả thành là chàng học sinh hot boy với tình yêu trong sáng thì quý khánh là chuẩn soái ca thành đạt trưởng thành và lạnh lùng không chỉ là một diễn viên anh tú còn là một ca sĩ có chất giọng đặc biệt ấm áp gần đây anh tú gây sốc khi tung bản cover anh ơi ở lại, được lòng khán giả nhất và chính thức trở thành đối thủ nặng cân của Chibu. Ngoài bản cover đình đám, không là mãi mãi, cũng được bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận. Là gương mặt trẻ đa tài, qua đào tạo bài bản cùng gương mặt sáng, anh Tú đang là một diễn viên đầy triển vọng trong showbiz. Tuy nhiên, để thành công ngoài tài năng cũng cầm may mắn, hy vọng trong thời gian tới, cổ cụ cơ Việt sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Cặp đôi tranh nhau 2 tuổi nhưng vô cùng đáng yêu, có chút lầy lội, luôn được người hâm mộ ủng hộ quan tâm, chính là anh Tú và Diệu Nhi. Tuy nhiên, hơn 3 năm yêu nhau, ban đầu cả hai giấu giếm tình cảm trước công chúng, sau đó công khai hẹn hò và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. thời gian sau thì mọi chuyện ít thấy họ quấn quyết với nhau, cặp đôi không lợi dụng chuyện này để bờ đầu tên tuổi mà quyết định kín đáo hơn. Họ chỉ mong muốn động lại trong khán giả là thực lực của mình chứ không phải là ồn ào tình cảm. Vì thế cặp đôi tách riêng ra hoạt động nghệ thuật. Dù tập trung phát triển sự nghiệp, cả hai cũng không quên thỉnh thoảng quan tâm nhau, chia sẻ hình ảnh bên nhau để dập tắt những tin đồn chia tay thiếu căn cứ. Anh Tú ngày càng trưởng thành trong diễn xuất, có thể đảm nhận nhiều vai diễn. Tuy nhiên, để trở thành một diễn viên gạo cội, một ca sĩ giỏi, anh cần cố gắng nhiều hơn. Chạy song song trên con đường đua chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Cố lên chàng trai Anh Tú. Vì thế anh Tú không những được fan yêu mến qua vẻ đẹp trai mà còn ở nhân cách của một nghệ sĩ chân chính. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.